Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Lê Hồng Tư. Hôm nay tôi xin nói về cái từ khóa đều đặn. Thì bất cứ công trình lớn, công trình to nhỏ để thành công thì các bạn phải có cái quá trình rèn luyện, quá trình làm việc đều đặn các bạn. Thì các bạn biết rồi, Edison, nhà bác học thiên tài đã thử dây tóc đèn 10.001 lần. 10.001 lần. Đại tá Sơn D, ông chủ rà đắng KFC phải chào hàng hơn 1.000 lần các bạn. Thì để đạt được đẳng cấp như thế, bạn phải làm việc chăm chỉ, làm việc đều đặn hàng ngày. Tôi cũng vậy các bạn, để đạt được những thành tích ngày hôm nay, tôi có khoảng 7 đầu sách đã có nhà xuất bản trên trên thị trường. Ngoài ra tôi khoảng mười mấy 20 quyển sách viết về lưu hành nội bộ, viết về đình chùa, những danh nhân, những tỷ phú, ví dụ thầy giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân, thần Đông Võ Văn Trung, anh Nguyễn Nhân Dày, Xeo Ngọc Ánh, vân vân, rất nhiều khác và rất nhiều đình chùa đó các bạn. Thì đòi hỏi một cái việc các bạn phải làm việc đều đặn. Cái câu mà ngẫu hứng lý qua cầu, ngẫu hứng tùy hứng đó, thì cái đó là dành cho những giới văn nghệ sĩ, những công việc tùy hứng sáng tạo. Nhưng mà bắt buộc quy quy luật của người thành công là bạn phải làm việc đều đặn hàng ngày. Các bạn hãy nhớ, bạn phải làm việc đều đặn hàng ngày, mỗi ngày mỗi ngày. John C. Maxwell viết rất nhiều sách, và ông này hiện nay cũng 70 tuổi và tôi đã học ông. Đây là một cái bậc thầy đào tạo về người Mỹ, ông tư vấn cho nhiều cái nguyên thủ quốc gia, trong đó tổng thống Mỹ. Thì ông nói rằng mỗi ngày ông đều dành thời gian để viết sách, viết không được ông vẫn ngồi vào bàn viết 5 trang, 10 trang, thậm chí viết nhiều hơn. Công việc cứ đều đặn và đều đặn. Các bạn hãy nhớ, để thành công, để sự nghiệp, để đạt được mục tiêu để của mình, đạt việc thực hiện một đề án của mình, các bạn phải làm việc đều đặn, chăm chỉ. Hãy đều đặn và chăm chỉ. Bạn hãy like, comment và chia sẻ cho nhiều người cùng xem video của tôi. Cảm ơn các bạn.